cho các bạn, ở trước mặt mình đang là một cái chiếc tai nghe TrueWireless, nghĩa là tai nghe không dây hoàn toàn, và nó có giá chỉ có 1,5 triệu đồng. Tên gọi của nó là iWatch Armor Air Duo. Thì đây chính là cái chiếc hộp của tai nghe. Nó có một cái chiếc hộp bên ngoài cũng như là hai cái tai nghe TrueWireless nằm bên trong, với cái kích thước phải nói là cực kỳ nhỏ gọn, chỉ có cỡ đâu đó bằng hai ngón tay của mình thôi. Thì cái điểm đầu tiên các bạn có thể thấy là ngay khi mở hộp ra, tai nghe này nó sẽ được tự đưa về cái chế độ pair, và chúng ta sẽ xuất hiện ở trên đây. Và các bạn có thể thấy là ngay khi mình mở hộp ra thì nó đã được kết nối với điện thoại của mình. Còn ở lần đầu tiên á, thì mình chỉ cần mở hộp ra và đèn xanh nó nhấp nháy một chút xíu thôi, thì cái tên của tai nghe sẽ hiện ở bên dưới để chúng ta kết nối rất là nhanh chóng. Cái điểm thứ hai mà mình muốn chia sẻ với các bạn chính là ở đây chúng ta sẽ có hai bên earbuds với cái kích thước có thể nói là cực kỳ nhỏ gọn và cực kỳ nhẹ luôn. Thì khi mà chúng ta gắn vào tai á, mỗi bên earbud nó chỉ có cái trọng lượng khoảng 4 gram, có nghĩa là cực kỳ nhẹ. Khi mình đeo vào á, thì cái cảm giác đeo trên tai nó không quá khít nhưng mà cũng không quá là lỏng lẻo và rất là thoải mái khi mà đeo. Đây là một cái điểm mà mình rất là thích ở cái chiếc tai nghe này. Cái điểm thứ hai mà mình muốn chia sẻ với các bạn chính là bên cạnh cái việc mà nghe cùng lúc hai bên tai ở cái chế độ stereo để chúng ta nghe nhạc hoặc là đàm thoại gì đó, thì với cái chiếc tai nghe này chúng ta có thể sử dụng riêng một bên tai thôi và sử dụng nó như là một cái chiếc tai nghe Bluetooth để mà chúng ta nghe gọi điện thoại bình thường ở một bên tai thôi. Đó, khá là hay, và mình nghĩ là cái tính năng này cũng có khá nhiều bạn thích sơ một chút về cái chiếc tai nghe. Thì bên cạnh cái trọng lượng nhẹ của nó thì chúng ta sẽ có một cái lớp vỏ làm bằng nhựa ở đây. Nó không quá ọp ẹp, không quá rẻ tiền, mà nó cho cảm giác khá là vừa với lại cái tầm giá chỉ có 1,5 triệu đồng của nó. Hai bên đây thì chúng ta sẽ có hai cái bề mặt khá là lớn, nó được thiết kế bằng nhựa bóng, và nằm chính giữa cái bề mặt này thì chúng ta sẽ có một cái đèn nhỏ ở bên trong để mà nó báo cái tình trạng hoạt động chiếc tai nghe. Đồng thời thì nguyên cái miếng màu xanh này nè, nó là một cái nút bấm luôn, và chúng ta có thể bấm được ở cả hai bên để chúng ta có thể là điều khiển qua lại bài hát rồi cũng như là gọi trợ lý ảo Siri nếu mà sử dụng với iOS, hoặc là Google Assistant nếu mà sử dụng với lại Android. Một cái điểm khác mà mình muốn chia sẻ với các bạn về chiếc tai nghe này chính là thời lượng pin của nó. Theo nhà sản xuất cho biết là cái thời lượng pin là 50 mAh. Thực tế sử dụng thì mình có thể là nghe nhạc được khoảng 2-3 tiếng sau cái khoảng thời gian sạc là khoảng 50 phút. Nếu mà gắn vào trong cái hộp này á, thì cái hộp này nó cho chúng ta thời lượng pin là 480 mAh, và chúng ta sẽ sạc được 3 lần. Chung quy lại thì chúng ta sẽ có thể là sử dụng 4 lần với cái chiếc tai nghe này, thì rõ ràng là nó khá là phù hợp cho từ 1 tới 2 ngày dài mà chúng ta nghe gọi điện thoại hoặc là nghe nhạc. Sơ một chút về cái chất lượng âm thanh của cái chiếc tai nghe này thì mình sẽ nói tới cái việc mà chúng ta đàm thoại. Khi mà mình đeo một bên tai nghe cũng như là đeo hai bên tai nghe và mình thử thực hiện cuộc gọi á, thì mình có thể thử hỏi cái người ở đầu dây bên kia, thì họ báo rằng đó là cái âm thanh khá là rõ ràng và nó rất là giống với lại cái việc mà mình cầm điện thoại lên nghe. Tất nhiên thì lúc đó mình chỉ cần đeo cái tai nghe lên và mình nói chuyện thôi, giống như là AirPods vậy. Nó không có gì quá phức tạp và nó khá là nhẹ nhàng, cũng như là cái chất lượng âm thanh khá là tốt. Rõ ràng là cái mic ở trên cái chiếc tai nghe này nó hoạt động khá là tốt. Về cái khả năng chơi nhạc á, rõ ràng là với cái mức giá chỉ có 1,5 triệu đồng thì mình không có quá mong đợi hoặc là quá kỳ vọng về cái chất lượng âm thanh phải đạt tới mức xuất sắc. Tuy nhiên thì nó dừng lại ở mức là đủ dùng và chấp nhận được. Mình có thể được nghe được khá là nhiều thể loại nhạc khác nhau với cái mức âm lượng cũng hơi to một chút nhưng mà nó không có bị vỡ. Sâu một chút về chất âm á, thì cái tai nghe này nó sẽ hơi bị ít bass hơn một chút so với lại những cái bạn nào thích bass. Còn hai dây âm còn lại là mid và treble thì nó sẽ được boost lên khá là nhiều. Thì đó là những gì mà mình muốn chia sẻ với các bạn về iWatch Armor Air Duo. Những cái trải nghiệm chi tiết hơn thì các bạn có thể là xem thêm trong bài viết của mình. Còn bây giờ thì mình là Nadim Minh Đức, tinh tế.vn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.